Chồng 74 tuổi đau đớn khi phát hiện người vợ 21 tuổi của mình ngoại tình với trai trẻ 60 tuổi. Đúng là già người già tóc già râu, chứ bộ phận chiến đấu còn lâu mới già. Ở một diễn biến khác, Hải Phòng, thầy cúng ly hôn với thầy bói vì nghi ngờ quan hệ bất chính với thầy Lên Đồng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Gấp đôi sự nghiệp. Bố phát hiện con gái mình yêu em trai mình. Nani? Ai mượn lấy vợ trẻ làm chi, lấy bà 80 thì ông 60 có mà chạy xa. Quá chuẩn luôn. Cuộc chiến giữa những chiếc máy bay Boeing hạng nặng. Vụ xếp thằng danh 60 tuổi này. Chỉ là dự án khác của cô ấy thôi. Chắc cô ấy là đệ tử của ngài Warren Buffett với câu nói nổi tiếng: không bao giờ để trứng vào một giỏ. Trong tương lai, đàn ông Việt Nam có thể phải xuất cảnh để tìm vợ do mất cân bằng giới tính. Đâu cần đợi năm 2050 mới dư thừa 4,5 triệu đàn ông. Hiện tại, đàn ông đã bắt đầu yêu nhau rồi. Bởi, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Nani? Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Đến lượt tôi trời quang mây tạnh. Hiểu kiểu gì? Anh em qua Thái Lan chuyển đổi giới tính thôi. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ước mơ 10 chồng của tao sắp thành hiện thực rồi. What? Tại sao lại phải xuất cảnh, trong khi bọn con gái tụi em có thể chịu thiệt thòi là một năm đổi 12 người chồng. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Tôi đề nghị một vợ lấy 10 chồng. Tính toán cả rồi đấy chứ, lỡ ngớ sao chọn được cả chục ông. Một vợ nhiều chồng thì mình cũng chấp nhận. Trào lưu của giới trẻ Trung Quốc, dùng xe lăn điện để tham gia giao thông. What the hell? Nhớ coi clip trước khi làm kẹo fail. Hướng dẫn cách giữ thăng bằng khi bốc đầu bằng xe lăn. What? Thằng Liệt và những người bạn. Georgina Rodriguez, sau khi cả hai vừa làm chuyện ấy xong, Ronaldo ngay lập tức đi tập xà đơn ngang và hít đẩy hơn một tiếng đồng hồ mới về. Điều đó khiến tôi hết sức bất ngờ. Wow. Tập một tiếng nhưng không nói trước đó làm bao lâu. Thì làm chuyện ấy 2 phút rồi đi tập mà. Thua Việt Nam rồi, xong là ra quốc đất từ sớm tinh mơ đến đứng bóng mặt trời. Còn nữa chưa? Tức là chân thứ 3 chả liên quan gì đến 2 chân còn lại. Quá chuẩn luôn. Mình thì làm ngụ nước rồi làm thêm 1 tiếng nữa. Wow. Thua xa chồng tui nha, làm chuyện ấy xong rồi còn đi làm tới 8 tiếng luôn nha. Chắc đi tập cho tròn 1 tiếng. Thanh niên đi hát rồi uống say, tháo luôn nhẫn cưới ra cầu hôn em gái nhân viên quán, còn đòi dẫn về ra mắt vợ ngay trong đêm. What the hell? Yêu vợ cả đời không ai biết quên vợ 1 giờ cả nước hay. Đeo 2 cái luôn cho chắc, nếu lỡ 1 cái còn 1 cái. Gặp người con gái mà mình muốn chăm sóc cả đời thì bị vợ phản đối là có thật. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Dẫn về ra mắt ngay và luôn chứ, phải em là chị vợ em làm đám cưới linh đình luôn cho chồng, mời đông đủ quan viên 4 họ luôn ạ. À. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Lời cầu hôn của cơm nguội.
quán nào nhỉ? Bạn dẫn tôi quay lại tìm cái nhẫn cưới với được không? Đi chơi về làm rơi, vợ đang dỗi. Bạn tìm em Nhung, mã số nó là 203 ý. Ông PP giúp nhẫn cưới ra cầu hôn nó. Tôi mà không can ngăn thì đêm qua bạn dẫn nó về ra mắt vợ bạn rồi. Nani? Cứ vài tháng kiểu gì cũng có một ngày, tôi với vợ tôi sẽ có cuộc nói chuyện thế này. Trời còn chưa sáng, cô ấy đã lay người còn đang ngủ say là tôi. Anh ơi, hôm qua em chuyển hết hàng lên xe, mệt lắm luôn, anh đi xử lý một chút nữa là xong rồi đó. Nhìn cô ấy thức cả một đêm, tôi thật sự rất đau lòng. Vợ tôi tốt thật ấy, làm hết những công việc nặng nhọc, chỉ để lại cho tôi công việc cuối cũng nhẹ nhàng nhất. Mắt tôi cay cay, lặng lẽ mở cái giỏ hàng trong app ra, rồi ấn mua hàng. Em hiểu chuyện hơn, em tự lấy tiền của anh mua, anh không cần nhúng tay vào ạ. Mình mà là bà vợ là mình ấn đặt hàng luôn, để khỏi bị hủy, chỉ là sẽ chọn thanh toán bằng tiền mặt và chọn địa chỉ nhận hàng là địa chỉ công ty của chồng. À đâu? Thì đúc rồi, ngồi kiếm đồ kiếm shop, so sánh giá, canh mã, chật vật thật luôn, ấn được cái nút mua nhẹ cả người. À thế à? Lỡ đụng nhẹ cái xe mà đi sạch cả gia tài. Đắn đo rồi đọc từng cái đánh giá, lọc từng sản phẩm, ghé từng shop, săn mã giảm giá, thức cả đêm không vất vả sao? Đó là người khác chứ tôi không biết cảm giác đó. Tiêu 5k tôi còn phải đắn đo mai ăn gì đây này. Cuối cùng tôi cũng xây được cho bố mẹ một ngôi nhà. Bạn con gái mà cũng đi làm phụ hồ à? What the hell? Người ta thợ chính lại bảo phụ hồ, chán sơn lắm. Em thợ chính anh ạ, nhưng chuyên thi công bên mảng phá hoại, đặc biệt phá hoại gia đình người khác. Ủa anh Sơn, anh nói câu gì mà thơm đến nỗi cây cỏ, động vật chết queo rồi trầm lắng xuống thành dầu mỏ rồi người ta biến nó thành xăng để chở ba mẹ anh nhập viện vì câu nói của anh thế. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Hot Ngân Baby bất ngờ xuất hiện tại Hạ Long trong vai trò đen, với điệu nhảy cực cuốn. Ngân Baby khiến mọi người tập trung xem vì ai cũng bảo đây là lần cưới tới Hạ Long, từ nay sẽ ở nhà xem phim siêu nhân chứ không đi lung tung nữa phí tiền. Mình cần pass lại vé Hạ Long đợt tới. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.